50 năm qua anh chị em sống đạo rất là tốt, nhưng mà xin hỏi anh chị em, 50 năm sắp tới, cái chặng đường tương lai, xin hỏi anh chị em, cái tương lai của giáo xứ Tân Mỹ có còn giữ đạo sống đạo được như thế này hay là lại giảm sút đi? Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi Chúa Giêsu đi lên Jerusalem, người đi qua biên giới Samaria và Galilea. Khi người vào một làng kia, thì gặp người phông cùi đang đứng ở đằng xa. Họ cất tiếng thưa rằng: Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi. Thấy họ, người bảo họ rằng: Các ngươi hãy đi trình diện với các tư tế. Trong lúc họ đi đường, họ được lành sạch. Một người trong bọn họ thấy mình được lành sạch, liền quay trở lại, lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa, rồi đến sắp mình dưới chân Chúa Giêsu và tạ ơn người, mà người ấy lại là người xứ Samaria. Nhưng Chúa Giêsu phán rằng: Chớ thì không phải cả 10 người được lành sạch sao? Còn 9 người kia đâu? Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này. Rồi người bảo kẻ ấy rằng: Ngươi hãy đứng dậy mà về, vì lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi. Đó là lời Chúa. Lời Chúa đi đâu, lời khen Chúa. Xin mời cộng đoàn đứng để nhận phép làm lời Chúa. Kính thưa anh chị em, ngày hôm nay giáo xứ Tân Mỹ cử hành thánh lễ tạ ơn Chúa, và tạ ơn Chúa về một cái chặng đường 50 năm, biết bao nhiêu chuyện để mà kể trong suốt cái lịch sử của 50 năm vừa qua, bao nhiêu những cái biến cố trong suốt cái chặng đường 50 năm, biết bao nhiêu ơn Chúa ban cho anh chị em. Nhưng mà tôi thấy là trong suốt 50 năm toàn là kể công ơn của các cha thôi, của tu sĩ thôi, không thấy kể công ơn của quý ông bà anh chị em. Biết bao nhiêu công ơn tôi không biết, nhưng mà tôi hình dung ra là từ một cái mảnh đất nó ruộng đó, chúng ta phải đổ bao nhiêu công sức xuống để nâng cái nền cao lên, rồi xây nhà thờ, bao nhiêu chuyện đó. Rồi anh chị em từ những cái vùng xa xôi quy tụ về dần dần để làm nên một cộng đoàn giáo xứ Tân Mỹ như ngày hôm nay. Tất cả chúng ta vui mừng trong biến cố này. Và chúng ta được như vậy đó là chúng ta phải cảm ơn Chúa. Tôi nói như vậy nhưng mà không có phải là dễ dàng đâu. Không phải lúc nào chúng ta cũng nhận ra ơn của Chúa để chúng ta cảm ơn đâu. Chúng ta vừa nghe bài tin mừng, chúng ta thấy 10 người được Chúa chữa cho khỏi bệnh phong cùi, 9 người có đạo và 1 người cũng có đạo mà bị lạc đạo rồi, kể như là bên ngoài, 10 người nhé. Nhưng mà anh chị em biết đó, cái bệnh phong cùi nó ghê gớm như thế nào mà Chúa chữa cho khỏi, vậy mà ai đến tạ ơn Chúa? Cái người bên lương nó tạ ơn Chúa, còn 9 người có đạo không tạ ơn Chúa. Cái chuyện nó như vậy đấy. Và thực tế trong đời sống chúng ta hay có kiểu như vậy đó. Người bên lương là xin ơn thì dễ được ơn lắm mà biết tạ ơn Chúa. Còn người có đạo đó là được ơn Chúa nhiều quá rồi không biết tạ ơn nữa. 9 người đạo Do Thái đó, đạo gốc đó, không tạ ơn.
không biết trở lại mà cảm ơn. Lý do là sao? Bởi vì họ được nhiều ơn quá rồi, thì họ cũng thấy nó cũng thường thôi. Và họ nghĩ là chuyện đương nhiên, họ là người có đạo, họ tin vào Chúa thì họ phải được ơn. Còn người bên lương thì nghĩ rằng mình không đáng, mình không đáng được, mà bây giờ mình được, cho nên nó hết sức là lớn lao, phải tạ ơn thôi. Người có đạo thì cứ nghĩ là chuyện đương nhiên thôi, về lãnh nhiều ơn quá rồi, ngày nào cũng ơn, từ sáng cũng ơn, trưa ơn, tối ơn Chúa nhiều quá, mình không để ý. Nên chị em, chúng ta nghĩ là chuyện đương nhiên, nhưng mà không phải là đương nhiên. Tất cả đều là hồng ân của Chúa, hồng ân lớn lao, vĩ đại lắm. Cho nên chúng ta thấy xây dựng cái giáo xứ này, mình ngồi mình nghĩ xem bao nhiêu ơn lành của Chúa chứ. Mình nghĩ vào cái chuyện này, tôi đổ mồ hôi ra, tôi bỏ tiền ra, tôi xây dựng được nhà thờ này, giáo xứ này, không đơn giản đâu anh chị em. Và ngày hôm nay chúng ta ngồi đây, chúng ta cũng nghĩ là chuyện nó cũng bình thường thôi. Không, ngay cả những cái chuyện mà chúng ta nghĩ là đương nhiên, nó cũng chẳng đương nhiên chút nào hết. Cái không khí anh chị em thở này, nó có đương nhiên không? Chúng ta thấy giờ không khí bắt đầu là ô nhiễm rồi. Mình cứ tưởng là hoàn toàn là, nhưng không, Chúa ban cho rồi thì mình sử dụng một cách phí phạm, rồi mình làm ô nhiễm môi trường. Lúc mà không khí ô nhiễm rồi, mình mới thấy là không khí là ơn lành của Chúa. Dòng nước, anh chị em thấy cách đây mấy chục năm nước sạch như thế nào, mà bây giờ nước ô nhiễm thế nào. Rồi chúng ta đang phải đối phó với bao nhiêu vấn đề đó, là nhiễm mặn, là hạn hán này, đâu có đương nhiên đâu. Đó là những chuyện hết sức đơn giản. Trong bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô nói với chúng ta là chúng ta phải tạ ơn Chúa và chúc tụng Chúa về nhiều ơn lắm. Ví dụ này, ơn chúng ta được tạo dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa này, ơn được làm con cái của Thiên Chúa này, ơn được biết Chúa Giêsu Kitô này, ơn được rửa sạch trong máu của Chúa này. Thánh Phaolô kể cho chúng ta biết bao nhiêu ơn như thế. Anh chị em thử nghĩ rằng cái chuyện chúng ta ngồi đây này, mình có mặt ở trên đời này là do ai? Ơn của Chúa. Anh chị em thử nghĩ coi, giả sử nhé, bố chúng ta lấy một người khác không phải là mẹ của chúng ta thì có chúng ta không? Hay là ngược lại, mẹ chúng ta mà lấy một người khác không phải là bố chúng ta thì có anh chị em ngồi đây không? Đâu có đâu. Qua sự quan phòng của Chúa, bố chúng ta đấy, mẹ chúng ta, thì mình mới có mình đang ngồi đây này. Cái sự hiện diện chúng ta trong cuộc đời này, đó là do ơn của Chúa. Rồi anh chị em được biết Chúa Giêsu nhé, đâu có phải là đương nhiên đâu, do hồng ân của Chúa cả đấy. Chúng ta được ngồi đây nhé, quy tụ trong thánh lễ này nhé, mình thấy sung sướng. Chúng ta nhìn ra các nơi trên thế giới sao? Trong cái mùa dịch Covid vừa qua, có người viết mail cho tòa giáo mục để kể như vậy: chúng con ở xa lắm, chúng con được theo dõi các thánh lễ, các sinh hoạt phụng vụ được truyền trực tuyến. Và chúng con ở đâu? Chúng con ở Ả Rập Saudi. Ở nơi đây này, chúng con chỉ có chúng con là người có đạo thôi, không có nhà thờ xung quanh, tìm không ra những người có đạo, mà cũng không dám tỏ ra mình là người có đạo. Không cẩn thận thì người ta sẽ thù ghét, và người ta có thể thủ tiêu mình nữa. Cho nên từ một nơi phương xa, chúng con được theo dõi ở bên nhà, được cử hành thánh lễ như vậy, chúng con sung sướng quá sức. Chúng con được hiệp thông vào thánh lễ, chúng con được nuôi dưỡng đức tin. Anh chị em thấy không? Rồi chúng ta cũng thử hình dung ở một vài nơi trên thế giới ngày hôm nay, làm sao mà có cái cảnh quy tụ ngồi đông như thế này được? Không có nhà thờ đâu, không được tập trung đâu, người ta sống trong cái hoàn cảnh bị bách hại, muốn xây một nhà thờ cũng không có dễ. Chúng ta phải tạ ơn Chúa. Rồi anh chị em thấy không? Tôi đọc lịch sử của giáo xứ Tân Mỹ, tôi thấy cũng là một cái nét đặc trưng đó. Chúng ta mới được thành hình bao nhiêu năm? 50 năm mà thấy tới 10 gia xứ rồi. Thế mà có cái gì nó bị trục trặc một tí, gia xứ mà ốm, mà mất,
rồi qua đời thì có cha xứ khác đến thay thế cho anh chị em. Nhiều cộng đoàn trên thế giới giờ không có linh mục, thiếu linh mục. Chúng ta thấy ở đây có linh mục mà. Học ân của Chúa 50 năm mà 10 cha xứ rồi. Cha xứ hiện tại của chúng ta được 6 năm rồi. Không biết Ngài có hồi hộp không? Không sao đâu, cái việc ở phục vụ anh chị em thôi. Nhưng mà chúng ta thấy đó, đối với chúng ta ơn gọi còn nhiều, linh mục còn có nhiều đó. Ngay giáo xứ Tân Mỹ này đóng góp cho giáo hội mấy linh mục rồi, mấy tu sĩ rồi, mấy chúng sinh rồi. Cho nên chúng ta thấy nhìn lại đó là ơn của Chúa hết. Rồi đời sống đạo của anh chị em, các giới răn của Chúa, có lẽ nhiều người cũng nghĩ rằng đó là một cái sự gánh nặng cho chúng ta. Mới đây có mấy người nói với tôi, lúc mà học giáo lý Tân Tòng, tại sao đạo Công giáo khó thế? Đạo Công giáo theo đạo rồi mà phải đi lễ, theo đạo rồi mà phải giữ luật, luật này luật khác, không có được tự do. Tôi bảo thôi là mình đừng có nhìn cái luật đấy như là gánh nặng. Lệ luật của Chúa, các giới răn của Chúa, lời Chúa anh chị em được nghe thế này, chứ không phải là gánh nặng đâu, mà đó là cái hồng ân đấy. Hồng ân chút chỉ đường cho chúng ta đi. Anh chị em mong được hạnh phúc, có được một cái cuộc sống hạnh phúc lâu dài, được lên thiên đàng vân vân, thì Chúa chỉ chúng ta đi con đường này, con đường phúc âm này, đi đường này mới tới. Mà chúng ta cứ thích đi con đường kia, con đường kia nó không có tới đâu. Cho nên Chúa chỉ chúng ta cái con đường phúc âm này thì đó là cái hồng ân chứ còn gì nữa. Nhiều người cứ tưởng là thế mà đi theo Chúa thì Chúa thưởng cho được mọi sự may lành, rồi không theo Chúa thì Chúa phạt cho phải chịu đau khổ. Nó không phải vậy. Nó chỉ có điều là Chúa bảo cái sự may lành nó nằm ở đây này, hạnh phúc nằm cái con đường này này, thì mình đi thì mình vớ thôi, mình đi mình gặp. Còn mình cứ đi cái con đường kia thì chẳng phải Chúa phạt đâu, bởi Chúa bảo rồi cái con đường kia nó không tới đâu, con đường kia là khổ. Cho nên ngay cái chuyện mà chúng ta được lắng nghe lời Chúa và chúng ta giữ giới răn của Chúa thì đó cũng là hồng ân. Kính thưa anh chị em, chúng ta cảm ơn Chúa về hồng ân 50 năm qua. Rồi anh chị em vừa mang tâm tình cảm tạ tri ân mà đồng thời cũng còn hướng tới giai đoạn sắp tới nữa. Bao nhiêu cái chương trình mà cha xứ rồi anh chị em cũng đang ấp ủ, chúng ta cũng cầu mong được sớm thực hiện. Nhưng mà để thực hiện những điều chúng ta mơ ước, hoạch định, thì việc đầu tiên là anh chị em hãy tiếp tục củng cố đời sống đức tin của chúng ta. 50 năm qua anh chị em sống đạo rất là tốt, nhưng mà xin hỏi anh chị em, 50 năm sắp tới, cái chặng đường tương lai đó, xin hỏi anh chị em, cái tương lai của giáo xứ Tân Mỹ có còn giữ đạo, sống đạo được như thế này hay là lại giảm sút đi? Tôi đặt cái câu hỏi này bởi vì sao? Đó không phải cái chuyện viển vông, mơ hồ, mà là chuyện đã xảy ra cho nhiều cộng đoàn Kitô hữu của chúng ta. Lúc ban đầu, thế hệ cha ông chúng ta, rồi thế hệ chúng ta là những người sống đạo rất là tốt, xây dựng giáo xứ rất tốt. Nhưng mà với cái hoàn cảnh của xã hội biến đổi, nhiều cộng đoàn trên thế giới ngày hôm nay đã rơi vào cái cảnh nguội lạnh, không còn giữ đạo nữa, không còn thực hành đạo nữa. Nhà thờ bắt đầu là vắng, bắt đầu là trống. Rồi bao nhiêu người lại theo cái lối sống tùy thích, theo sở thích của mình, không còn đi đứng theo đường lối của phúc âm, không còn giữ luật Chúa nữa. Cho nên 50 năm sắp tới là chặng đường đầy khó khăn, không hề dễ dàng một chút nào hết. Chính vì thế chúng ta lại càng cầu nguyện nhiều để xin Chúa ban ơn giúp chúng ta vững một lòng tin ở nơi Chúa Giêsu, tin ở tin mừng của Chúa Giêsu. Chúng ta bước theo Chúa, chúng ta xây dựng hội thánh. Nguyện xin Chúa tiếp tục tuôn đổ tràn đầy ơn lành cho chúng ta, và xin Chúa ban cho cộng đoàn giáo xứ của anh chị em được sự bình an, được sống đạo trong sự vui tươi hạnh phúc, và nhất là chúng ta cũng
chú ý để mà loan báo tin mừng cho những người đang sống xung quanh chúng ta. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em. Amen.